Hôm nay chủ nhật nè, chị Hai không có đi làm, chị Hai ở nhà tắm Luffy, sướng nha. Luffy bữa nay được chị Hai tắm nha. Lát có tắm không? Lát tắm bé ợp luôn nha. Nè con, con thích tắm không? Tắm ợp luôn. Biết sao vàng không? Già rồi. Mày già dữ rồi. Lông nó đổi màu rồi. Rồi xong rồi đó hả? Dẫn ra xuống ngoài đây nè. Chảo khô khô quá. Chạy ra chạy ra. Chạy ra chạy ra. Mát dữ, khoái dữ ha. Lắc bắt mèo tắm luôn. Cả chớn bắt mèo tắm luôn. Cả nhà nay thấy cái sân của cô Tan có gì khác lạ không? Đó, hổm nằm một dải bên đây là bông giấy không ha. Đây cứ ten đem bông giấy ở đây này nè, dẹp bên đây nè. Đó. Đây cứ ten trồng ở đây được 6 dây dưa leo. Cái này trồng hồi 30 tháng 4, 17 tháng 5 nè. Nay nó ra được đi lớn vậy nè, tường nó ra nhiều rồi. Tốt ghê luôn. Từ cái lúc mà nuôi cái đội cái bang tới giờ trồng trọt cũng khó khăn nữa. Đem ra ngoài vườn trồng thôi, mấy con đó nó ra nó bươi. Giờ phải trồng trong chậu vậy nè. Đó. Để cái mình bắt lưới, mình bắt vàng cho nó lên. Múc leo lên đây nè. À. Tốt ghê luôn ha. Ít bữa nữa cái nó có trái, mình quay lên cho cả nhà xem nha.
ợp giờ ợp đi tắm sợ đi chạy rồi. Ợp ợp ơi ra đi biểu con. Còn nó là ở dơ sát số, nó biết tắm phi là giờ tới nó là nó ở dơ, nó chạy trốn nè, hết nó nổi chưa giỡn mặt. Lôi nó ra đây. Mọi người coi cây đu đủ nè, trái tròn vo luôn, ngộ quá ha, tròn quay như trái banh luôn. Trốn đâu cho thoát khỏi tay ta. Trời ơi, nay tắm chiều nó không biết chị ta lạnh hơn. Nhỏ mê nước nhiều là ngày lớn sợ nước. Ôi vụ gì, binh chèn chai xà bông nó cho chị đi. Xà bông đỏ hả? Còn hả? Bắt con trùng lên hả? Câu cá hả? Có cá đầu câu, ngày nào cũng câu hết. Cái lưng của nó dơ dữ lắm. Nó hay lằn, nó hay lằn 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 cái lưng nó dưới đất. Có ai sướng như bé ộp đó không? Ngày cho ăn nè, dẫn đi chơi nè, rồi được tắm nữa nè. Lúc ốm ốm tắm giãy giụa dữ lắm, nay đâu có giãy nổi nữa, nay mập rồi đâu có giãy nổi nữa, đứng im mà một cục thịt luôn. Chồng quay luôn. Không biết mọi người có đồng quan điểm với mình không, chứ mình thấy nuôi con vật nó là trung thành với mình dữ lắm luôn á. Nhiều khi mình nuôi con người này nọ nói ra thì đụng chạm, chứ nhiều khi con người còn bỏ mình, chứ con vật là trung thành với chủ, không bao giờ bỏ chủ. Mình nuôi nó chứ nhiều khi mình đi đâu thiệt là lâu, đi xa quê xa xứ nó một vài năm chứ về nó thấy mình nó vẫn nhận ra đó, vẫn mừng mình. Nó ghét nước vô lỗ tai nó lắm. Xong chưa chị hai? Cái gì á? Người ta tắm không được tắm thì ganh tị hả? Trời ơi, ganh tị kìa, có đứa ganh tị kìa. Rồi xong luôn.
đây nè, giờ bắt đầu nó đó đó nó mát lên, bắt đầu nó giỡn này nha. Tắm mèo luôn đi, bắt mèo ra tắm chơi luôn đi. Nó lăn xuống đây là chẳng dơ. Sướng à. Chùi lỗ tai rồi khoái à, ngồi im re luôn ha, đã ngứa ha. Ấp sướng quá trời luôn mà. Đó, cái chị đó lại nhiều chuyện nữa đó, bắt bắt chị tắm luôn đi. Chưa? Đó, con rủ đi chơi nè. Đó, mát rồi đó, sung lên rồi đó. Ừ. Khoái chí rồi.